Xin kính chào thầy Dương Trung Hiếu và các anh chị trong group Tự Do Tài Chính. Hôm nay em rất là vinh dự và cảm thấy rất là vui vì hôm nay là một ngày rất là đặc biệt đối với em. Thì đó là ngày em được thầy và các quản trị viên trong group xét duyệt vào nhóm kín có tên là Tự Do Tài Chính của thầy. Thì đó là một trong những bước ngoặt rất là quan trọng đối với em. Thì hôm nay em xin tự giới thiệu một chút về bản thân. Thì tên thật của em là Nguyễn Nhân Quý. Năm nay em 34 tuổi, em sinh năm 1984, Giáp Tý. Thì con đường để đến với cái chặng đường mà em theo đuổi cái công việc này thì nó có một cái quá khứ thì nó rất là cũng khá là thú vị. Thì là em thực sự tốt nghiệp đó là bên kỹ thuật, em là học sinh và sinh viên sư phạm kỹ thuật, em tốt nghiệp sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long. Em có lẽ em sẽ có duyên với một tí xíu với miền Tây thì em học ở dưới đó. Sau đó em tốt nghiệp thì em có làm việc ở thành phố Vũng Tàu. Giai đoạn từ 2007 tới 2015 thì cái công việc mà em làm đó là em làm bên kỹ thuật. Thì đối với những cái người ở xa nhà thì cái vấn đề mà tiền nhà trọ, tiền ăn uống, các chi phí sinh hoạt của mình thì nó hầu như là nó sẽ dồn hết vào cái lương của mình. Thì nhận thấy là cái việc đó nó không nó rất là mơ hồ về cái tương lai của mình. Cho nên là em đã có quyết tâm là em muốn tự do về tài chính từ bắt đầu từ 2015. Tức là em về em kinh doanh. Đó là em kinh doanh phòng game, tức là em phòng net. Thì để vượt về mở ở cái nhà, ở nhà tại nhà luôn á thì cả là một vấn đề. Thì tại vì em cần phải thuyết phục ba mẹ. Thì tại vì là gia đình em có truyền thống là bên giáo viên á. Thì cho nên là việc mở cái phòng game ở ngay tại nhà mình thì đó là một vấn đề rất là tế nhị. Nhưng sau đó thì ba mẹ em cũng đã đồng ý cho em về. Thì có lẽ một vài tháng đầu tiên chắc chắn thì công việc kinh doanh có vẻ là tốt. Có khoảng cỡ 2 tháng đầu tiên thì tương đối ổn. Nhưng sau đó là từ tháng thứ ba trở đi á, thì là bắt đầu thì người ta bắt đầu cảm thấy cái nghề đó nó dễ kiếm ăn quá. Thì người ta mở rất là nhiều. Thì cho nên là cái việc kinh doanh của em nó rất là tệ. Thì sau đó em đã chuyển tới một cái chỗ khác. Thì đó là cái quán thứ hai của em. Thì cũng như quán đầu tiên thì cái quán này cũng hoạt động được một thời gian rất là ngắn. Thì sau đó em đã muốn chuyển về lại gần nhà thì em đã chuyển thêm một lần nữa. Tức là đây là lần chuyển thứ hai. Thì sau đó thì cũng kinh doanh nó không có gì khả quan cho lắm. Thực ra thì ở trong một cái thị trấn rất là nhỏ mà có rất là nhiều tiệm thì mình không thể là cạnh tranh với những tiệm mà nó có cái nhu cầu tài chính cao hơn mình. Và sau đó em đã quyết định chuyển xuống miền Tây, đó là Vĩnh Long, nơi em đã từng học. Thì xuống đó thì em đã dành một khoảng thời gian là khoảng 1 năm. Thì kinh doanh thì nó cũng tương đối thôi chứ nó không phải là tốt, nhưng mà về phần lâu dài thì những cái chi phí nó rất là lớn, về thằng khấu hao máy móc nó rất là nhiều. Thực chất thì em là kỹ thuật thì em có biết một chút kiến thức về tin học á, thì cho nên là em cũng có thể là tự lắp ráp, tự mua và tự quản lý hay là tự sửa chữa tất cả mọi thứ. Nhưng cái việc cái do tính chất công việc là sau này thì em nghĩ đó là do cái công việc mình chọn nó đã lỗi thời, nó không phù hợp với cái nhu cầu của xã hội cho nên nó sẽ tự đào thải mình. Thì em đã cố gắng là em nghĩ là em sẽ cố gắng chuyển thêm một lần nữa, tức là chuyển tới một địa điểm thứ tư, đó là cũng cách thành phố Vĩnh Long là khoảng cỡ 60 cây. Thì cũng như những lần trước thì hầu như em đã thất bại hoàn toàn. Thì là khi đó em đã gọi là em đã rơi vào tình trạng là bế tắc. Thực sự thì em cũng không nghĩ là mình có thể là chuyển thêm một lần nữa, vì là một cái quán mà nó chỉ có
mở trong vòng 1 năm rưỡi mà chuyển tới 4 lần thì đó là một điều không thể chấp nhận được vì cái chi phí di chuyển nó rất là lớn. Thì cho đến một hôm đó thì em có đọc tiếp được một cái thông tin, tức là em xem cái thông tin có một cái việc mà thầy Dương Trung Hiếu chia sẻ đó là cách kiếm tiền online. Thì biết thầy thì em biết từ rất là lâu rồi, từ cái thời mà thầy chia sẻ còn ở Việt Nam về những kiến thức về Photoshop, về xử lý hình ảnh. Thì lúc đó em cũng đã có tìm hiểu, có học sơ sơ về những cái khóa học của thầy, tại em vốn là người rất là đam mê bên tìm tòi những cái lĩnh vực mà bên công nghệ, thì em có học cái khóa học chia sẻ của thầy. Thì là em đã nuôi cái quyết tâm đó là em chấm dứt công việc ở Vietnet và chuyển sang là em sẽ cố gắng. Thì trước Tết 2018 thì em đã có đăng ký một cái khóa học của thầy ở trên cái website, đó là cái khóa mang tên là kiếm tiền 4 con số. Thì khi em đăng ký thì là việc đầu tiên là em phải giải quyết xong cái dàn nét. Thì nó cái việc giải quyết và thanh lý cái dàn nét nó kéo dài cho tới tháng đầu, qua đầu Tết, tức là khoảng tháng 2 thì em mới thanh lý xong. Thì em nghĩ là cái thời gian đó em đã quyết tâm, em đã tập trung vào cái khóa học mà em đã đăng ký với thầy. Thì có một số vấn đề thì nó liên quan thì em cũng chưa thể nào em học được. Thì mãi cho tới tháng tháng 5 thì em đã chuyển ra Đà Nẵng, đó là quê hương của nội ngoại em. Thì em chỉ ở đây một em ở nhà cô em thôi. Thì em nghĩ là em muốn ra đây để có một cái không gian riêng để nó có thể mình tập trung được. Thì nếu mà ở cuộc sống ở thành phố Hồ Chí Minh thì nó quá là bề bộn và bon chen, cho nên là thành phố Hồ Chí Minh nó là không phải là nơi thích hợp để em có thể làm, tại vì cái chi phí sinh hoạt rất là cao. Trong khi đó mình đã chấm dứt cái công việc kinh doanh, thì nếu như mà mình trở lại ở một cái công ty khác thì mình đã vẫn phải phụ thuộc rất là nhiều, cho nên là em đã ra Đà Nẵng. Thực sự thì hiện giờ thì em đang ở Đà Nẵng. Thì khoảng thời gian tháng cách đây nửa tháng, tức là trong khoảng tháng 8 thì em có xem một vài video của thầy. Thì em có thấy được là cái nội quy, tức là cái tham gia group thì em vẫn nộp bình thường thôi, nhưng mà lần đó thì em đã bị loại. Thì cái sau đó thì em đã coi lại cái video mà thầy đã chỉ cho mọi người cái cách để tham gia group, thì em đã thiếu đó là em chưa làm cái kênh YouTube. Thì em thấy thực ra em cái video đó, thấy cả tên của em ở trong cái video nữa, thì em đã biết rằng mình thiếu cái đó. Thì cho nên em đã quyết tâm dành một khoảng thời gian khoảng cả nửa tháng, à không, khoảng cả 1 tháng thì em đã dành. Thì với những kiến thức của thầy chia sẻ ở trong những cái bài học em đã từng tham gia, em chỉ đọc thôi, và những cái chia sẻ của thầy ở những cái bản Pro 1, 2, 3 và 3.1 thì em đã bắt đầu tiến hành làm những cái kênh. Thì em đã nộp đơn và ghi rất là rõ những cái kênh trong đó. Thì hôm qua thì em nộp, thì em cũng rất là may mắn, thì trong gần 2 ngày thì sáng nay thì được thầy và tất cả anh chị trong ban kiểm duyệt duyệt cho em vào cái group này. Thì đó là một điều rất là vui đối với em. Thì hôm nay thì em xin có đôi lời, thì em muốn gửi lời cảm ơn đối với thầy Dương Trung Hiếu. Thì với những cái chia sẻ rất là tuyệt vời của thầy, thực sự thì em chỉ mới bắt đầu tham gia với thầy thôi, nhưng em cũng rất là hy vọng được được kết giao bạn bè với tất cả mọi người trong group, và có thể là cùng đi cùng mọi người tham gia cái cùng là một cái tổ chức, những cái chiến binh có thể là có cái quan niệm là muốn tự do tài chính. Vì thực sự là em rất là thích cái, và em rất là đam mê về công nghệ, em muốn tìm tòi. Em cũng rất là thích về những cái sáng tạo một tí. Thì em nghĩ là có thể nó phù hợp với em, tại vì là xuất thân thì lẽ ra nếu như mà em chấp nhận một con đường đó là con đường bằng phẳng thì em đã chọn con đường do gia đình mình sắp đặt, mình lựa chọn cho mình rồi.
Nhưng có lẽ là do với bản tính của mình thì mình chấp nhận đi những con đường trong gai khó khăn. Thì đối với những cái công việc hiện tại hiện nay thì em biết là có rất là nhiều người họ không có tin, nhưng thực sự là em bằng một chút kiến thức và hiểu biết của em thì em biết chắc chắn đó là điều làm được. Mà em biết những kiến thức của thầy chia sẻ là rất thực tế, và em cần một rất là cần những cái sự chia sẻ và cần một người dẫn đường thì em mới có thể là mình biết được mình sẽ đi như thế nào và đi như thế nào để đúng và tiết kiệm thời gian nhất. Thì hôm nay em làm cái video này cũng như là một cái bài giới thiệu về bản thân mình để cùng giao lưu kết bạn với tất cả mọi người, các anh chị đã đi trước, đã thành công và cũng như các bạn đã bắt đầu đi. Và lời cuối cùng thì em xin chúc thầy Dương Trung Hiếu là luôn dồi dào sức khỏe để thầy có thể là dìu dắt để chúng em có thể là đi trên con đường những ai có mong muốn tự do tài chính, muốn độc lập về công việc. Và một lần nữa thì em rất cảm ơn thầy. Thì cái việc em vô group này thì nó chỉ là một bước đầu tiên. Thì em biết sẽ có rất nhiều khó khăn, nhưng em hy vọng là những khó khăn đó, những khó khăn sau này thì em sẽ cố gắng vượt qua bằng sự chỉ bảo tận tình của thầy và sự giúp đỡ của tất cả mọi người trong group của thầy và tất cả bạn bè ở đây. Em xin kính chào, chúc tất cả các anh chị và thầy luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Em xin tạm biệt.